Tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, và ngay lúc này đây thì chúng tôi đang đi mua một chiếc xe Kia Carnival quý vị các bạn nhé. Đấy thì bản này là cái bản Signature rồi quý vị các bạn này. Form mới rồi các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2022 và đăng ký cuối năm 2022, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội các bạn nhé. Có thể nói đây là một chiếc xe rất là mới, rất là đẹp luôn, cho nên là tôi quay trực tiếp tại nhà chủ xe lúc tôi đang mua luôn đây quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất là mới luôn các bạn này. Vì chiếc xe này là đăng ký cuối năm 2022 và mới lăn bánh đúng 1.700.000 km thôi quý vị các bạn nhé. Đấy, phải nói là một chiếc xe rất là mới đây. Chủ xe đi ít mà lại giữ gìn, cho nên là chiếc xe rất là mới. Và màu xanh Kawasaki quý vị các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản Signature, phiên bản 2.2, máy dầu, phiên bản đủ rồi các bạn nhé. Đấy, đồng hồ công tơ mét này, tôi quay cho quý vị các bạn xem đã. Đúng 1.700.000 để quý vị các bạn thấy được là chiếc xe này là chúng tôi không tua các bạn nhé. Đấy, tôi quay tại nhà chủ xe đây, lúc giao dịch là tôi quay luôn video để cho quý vị các bạn thấy là một chiếc xe rất là thật, đồng hồ thật này, công tơ mét chuẩn này. Đấy, và chúng tôi không có tua và chiếc xe này còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng và vẫn còn đang bảo hành tại hãng Kia các bạn nhé. Rất là mới, phiên bản này là phiên bản Signature 7 chỗ ngồi quý vị các bạn nhé. Ở Carnival thì nó có những phiên bản, nó rất là nhiều phiên bản quý vị các bạn ạ. Nó có những phiên bản thấp nhất là phiên bản 2.2 máy dầu Luxury 8 chỗ. Phiên bản đó thì giá rất là rẻ, chỉ có 1.189.000.000 thôi. Đấy là giá chưa đăng ký quý bạn nhé. Và phiên bản cao cấp nhất của Signature thì của Carnival thì có phiên bản 3.5 Signature. Bản đây cao nhất có giá là 1.759.000.000 cơ. Bản này là sau bản đó thì là bản 2.2 máy dầu Signature 7 chỗ ngồi. Giá hãng đang là giá 1.409.000.000 chưa đăng ký các bạn nhé. Đấy, như chiếc xe này, chủ xe lúc mua xong đăng ký xong nó rơi vào tầm 1.600.000.000 đấy các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này là 1.600.000.000 và bây giờ chúng tôi mua về thì chúng tôi bán ra cũng chỉ loanh quanh khoảng độ 1.200.000.000 mấy chục đến 1.300.000.000 thôi quý bạn nhé. Quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì có thể liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh để chúng tôi báo giá cụ thể trực tiếp luôn các bạn nhé. Vì chiếc xe này là chúng tôi đang giao dịch, đang mua cho nên là chúng tôi chưa có thể báo giá cụ thể được. Nó loanh quanh vào 1.200.000.000 mấy chục cho đến 1.300.000.000 thôi quý vị các bạn nhé. Vì chiếc xe này rất là mới, rất là đẹp luôn đấy các bạn này. Mới chạy đúng có 1.700.000, tính ra thì một chiếc xe ô tô mới chạy hơn 1.000.000 thì nó gọi là hết rốt đa thôi quý vị các bạn nhé. Lúc này thì bây giờ là máy móc nó bắt đầu là trơn tru, với hoạt động trơn tru vì vừa mới hết rốt đa các bạn ạ. Rất là đẹp, và chiếc xe này thì mua về thì cũng không có phải dọn dẹp gì đâu các bạn ạ. Vì rất là mới, toàn bộ từ ngoại thất, nội thất đều rất là mới. Và động cơ đây các bạn xem đây ạ. Động cơ cũng rất là đẹp luôn đấy các bạn nhé. Nguyên bản tại nhà chủ xe đây ạ. Chủ xe chia sẻ là chiếc xe này từ lúc mua đến bây giờ thì chỉ có bảo dưỡng ở trong hãng thôi, chứ chưa có dọn, chưa làm gì cả đâu. Tất cả là còn nguyên bản này, chưa có sơn lại và cũng chưa có dọn dẹp gì cả. Rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Tất cả là còn nguyên bản ấy. Ốc nguyên zin, máy móc còn nguyên zin hết, mới thay dầu được cả 2-3 lần gì đấy thôi. Vì mới lăn bánh có 1.700.000, tính ra thì thay dầu lần thứ 3 rồi các bạn nhé. Đấy, và thưa với quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Carnival 2023 phiên bản Signature này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mời để trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.